Phương pháp tối ưu nguồn hàng tạo ra lợi nhuận nhà thuốc cao hơn và nhanh hơn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ lên cái video chia sẻ tới các bạn cái phương pháp tối ưu nguồn hàng tạo ra lợi nhuận nhà thuốc cao hơn và nhanh hơn. Bây giờ thì chúng ta làm thì chúng ta phải có lợi nhuận. Nhìn thấy nhà thuốc của chúng ta có gì bán được nhiều, các bạn sẽ tìm ra được cái top 100. Và khi mà các bạn đã tìm ra được top 100 rồi ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm được những cái nguồn hàng nó rất là rẻ. Tôi khẳng định luôn là nó rẻ hơn. Bạn đang lấy rất là nhiều lần nhưng mà nó đem lại cái hiệu quả cho bạn. Hiệu quả kinh doanh đem lại cho khách hàng rất là lớn. Thế nên chúng ta bắt đầu tối ưu được cái nguồn hàng. Thế thì khi mà tôi chia sẻ với các bạn và ngay bản thân tôi thì một cái số cái sản phẩm đã tạo ra cái lợi nhuận là 5 triệu trên một tháng. Một cái mặt hàng, đấy chưa phải là mặt hàng mà tôi bán được nhiều nhất nhá, còn rất là nhiều thứ. Nhưng mà mình có những cái mặt hàng bán nhiều nữa thì nó còn phải nhiều hơn rất là nhiều. Các bạn tập trung vào việc tối ưu để chúng ta có thể tạo ra được cái lợi nhuận cao. Thì sau khi mà chúng ta đọc rồi thì chúng ta lấy được cái nguồn hàng. Sau khi mà chúng ta lấy được cái nguồn hàng rồi thì cái phương thức tiếp theo để chúng ta có thể là thúc đẩy được cái hàng hóa của chúng ta đi. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy nó là phải có lợi nhuận, nhìn thấy là nhà thuốc chúng ta phải bán được nhiều thì chúng ta lấy về, có phải không anh chị? Thế nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta lấy được hàng tốt rồi ấy, thì chúng ta có những cái chính sách, có những cái chính sách để mà thúc đẩy nhân viên của mình. Một là chúng ta đào tạo cho họ, hai nữa là cho họ những cái chính sách tốt để họ có thể thúc đẩy hàng hóa của chúng ta lên. Bên cạnh đó chúng ta gia tăng được cái việc kích cầu cho khách hàng của chúng ta để có thể giúp cho các bạn có được cái kết quả, đó là lợi nhuận trong nhà thuốc. Và cuối cùng đó là chúng ta đi đến một cái phần cuối là đo lường. Chúng ta phải đo lường hàng ngày nhân sự của chúng ta làm việc như thế nào. Nếu như hôm nay bạn phân lịch bán hàng trên máy và bắt đầu bạn xem nhân sự của mình ngày hôm nay bán những gì, và bạn sẽ học lại cả nhân sự. Và ngày hôm sau là ngày hôm nay bạn sẽ nói là tại sao mà bán thuốc ho mà lại không bán siro ho hoặc là thuốc ngậm ho, đúng không ạ? Thế thì ngay lập tức là mình có thể gia tăng được cái doanh số mà nhờ được cả những cái báo cáo đấy và huấn luyện. Vì nhân sự của mình cứ nghĩ là người ta biết nhưng thật sự là người ta không biết. Mình phải huấn luyện họ, mình phải nói cho họ biết. Tiếp là bạn cần phải làm những việc gì với những cái câu hỏi dùng để khách hàng mua. Tôi lấy ví dụ ở đây, bạn cầm ra một đơn thuốc đưa cho khách hàng rồi bạn nói rằng cô lấy ngậm ho hay là lấy siro ho, thì người ta sẽ nói là tôi lấy ngậm hoặc là tôi lấy siro ho, đúng không ạ? Cái phương pháp thứ hai đó là bạn hãy đặt giả sử tình huống là khách hàng đồng ý mua, và các bạn cứ ghi vào. Tôi cũng có thể biết được là nhà bạn đang áp dụng được phương pháp gì nó hiệu quả. Nhưng mà mình về mình đo lường, nếu như mà người ta bảo là chốt đơn bằng việc là hỏi cô ơi cô lấy ngậm ho hay là lấy siro, thì cô ấy nói là tôi lấy ngậm thì nó hiệu quả, thì mình đang dùng câu hỏi. Còn nếu mà ở chỗ mình người ta dùng phương pháp là đặt giả thiết là người ta mua rồi, phương pháp nào nó hiệu quả với nhà bạn. Thế thì bây giờ một cái đơn hàng mà bạn bán thêm được thì bạn có gia tăng được lợi nhuận không? Ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn làm thế nào để gia tăng được cái lợi nhuận. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng không có khách hàng thì không thể gia tăng được doanh số, không thể gia tăng được lợi nhuận, đúng không ạ? Và nếu như bạn không gia tăng được lượng người quay trở lại cửa nhà thuốc của bạn thì bạn không thể nào mà tạo ra được lợi nhuận tốt được. Và nhớ là nếu như kinh doanh mà chúng ta không mang được tiền về thì tốt nhất là các bạn đi làm từ thiện vừa đỡ vất vả. Còn lại đã làm kinh doanh thì chúng ta phải mang được lợi nhuận về. Tôi cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem cái video này của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.